Vâng, em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Em hôm nay là tiếp tục công kích vải Thanh Hà nhé cả nhà nhé. Sau 2 tuần cả nhà. Thì đợt vừa rồi em làm ấy thì là đến hôm nay là được 15 ngày rồi cả nhà. Là hôm nay là em tiếp tục tưới nước nhé cả nhà nhé. Tiếp tục công kích tưới đợt này là đợt 3 nhà nha. Thì em sẽ tắt máy đi và em nói chuyện với cả nhà một chút về vải thời điểm này em công kích nó đã như thế nào rồi đấy cả nhà. Đây trước mặt cả nhà đây là vải Thanh Hà nhá, những cây đợt vừa rồi em công kích đây đấy, như những cây này này đấy. Thì đợt đấy thì là em lên video đấy thì là đến hôm nay là được 2 tuần cả nhà. Đấy, 2 tuần. Thì em cho các bác xem cái đầu lộc của nó. Đây này. Cái đầu lộc của nó đã ra như thế này nhá. 2 tuần thì nó được như thế này. Đấy. Đã có sâu nhá cả nhà nhá, có sâu ăn nhá. Đây này, ăn li ti hết rồi. Thì nên cả nhà là sẽ phải sẽ phải phun nhá. Khả năng là em hôm nay em tưới xong là mai là em sẽ phun. Đây đầu của nó là ra này hết rồi. Đấy, đây này. Đây nó ra kiểu này này. Đấy có sâu nhá cả nhà nhá. Đây nó ra như thế này này. Đây. Sau 2 tuần nhá cả nhà nhá. Đây. Đấy, quay là ra này hết rồi thì thời tiết nó vẫn báo là nắng ấm trong vòng 2 tuần nữa vẫn thoải mái nhá cả nhà nhá. Đấy. Như những đầu này thì chỉ cần khoảng độ tầm như đầu này chỉ cần khoảng độ tầm 5 ngày cả nhà. Nếu mà nắng ấm này mà tưới trong vòng 5 ngày nữa là thoát thân nhá cả nhà nhá. Coi như là nó thoát ra hết đấy. Đợt vừa rồi ấy thì em làm ấy thì là nó hơi muộn cả nhà. Em vẫn nói với cả nhà là em đợt này là em làm vải Thanh Hà nó hơi muộn nhưng mà tầm này nó vẫn ok. Theo em là vẫn ok nhá. Thì hôm nay em lên video là thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 9 năm Giáp Thìn. Thì trước mặt cả nhà đây là em công kích Thanh Hà. Thì hôm nay là được 15 ngày, cứ gọi là 2 tuần 15 ngày nhé cả nhà nha. Thì hôm nay em lên em tưới nước và nói chuyện với cả nhà về cái thời điểm khoanh vải Thanh Hà là đã đến rồi. Thì em vừa rồi là em và những cái đợt làm lộc và em có căn cho cả nhà ấy thì là khoanh vải Thanh Hà vào 17 hoặc là 18 tháng 9 âm lịch đổ lên là vòng khoanh đầu tiên là có thể sẽ khoanh được vải Thanh Hà nha cả nhà nha. Đấy. Nhưng mà Thanh Hà của em đến thời điểm này là em vẫn đang tưới nước kích lộc bà. Thì nó đi muộn hơn so với là bình thường là lộc vải Thanh Hà của em năm nay là em sẽ khoanh vào thời điểm cuối rồi cả nhà. Thời điểm cuối nha. Em làm đợt này là nếu mà tính ấy, thì vải Thanh Hà là vòng khoanh đầu tiên là 10, tính gọi là 18 tháng 9 âm lịch đổ đi. Đấy, 18 tháng 9 sẽ khoanh đến trong vòng 1 tháng. Đấy cả nhà. Trong vòng 1 tháng thì nó sẽ đến là khoảng độ tầm 17 tháng 10. 17 tháng 10 âm lịch, 17 tháng 10 âm lịch năm 2024. Đấy. Là khoanh trong vòng 1 tháng. Nhưng mà trong vòng 1 tháng là khoanh bây giờ là nó chuẩn bị khoanh vòng đầu rồi thì là em bây giờ em vẫn đang tưới. Thì cả nhà hãy để ý là em làm cái đợt lộc này nó trong vòng bao nhiêu ngày nữa sẽ được khoanh. Thì hôm nay là 10 năm. 10 năm. Thì hôm nay là bắt đầu là mới ra
Hôm nay nó mới ra như thế này. Đây cả nhà, gọi là hầu như là cả vườn nó ra hết. Đây này, có sâu đây này. Sâu gióm này này. Đấy. Gọi là hầu như là cả vườn nó ra hết như thế này nhá. Thì cái lộc này ấy, thì em sẽ tính cho cả nhà. Như hôm nay là 10 năm, thì nếu mà cái này thoát thân ấy, nó phải mất khoảng độ tầm 5 ngày đến 1 tuần nữa. Thì nó sẽ mất đi, rơi vào khoảng độ tầm 22 cả nhà, 22. 20 hoặc 22 thì nó mới, cái này nó mới ra được khoảng độ tầm 10 sen cả nhà. Đấy. Nếu mà lộc này ban, nếu mà như cái lớp vải của em này mà nó ban thì nó sẽ rơi vào khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày đến 12 ngày nữa thì nó mới gọi là nó mới ra được đỏ cả nhà nhá. Chưa ban được. Đấy. Thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 năm. Nếu mà vải của em này mà khoanh ấy thì nó sẽ khoanh vào cái đợt cuối cùng của vải Thanh Hà cả nhà. Sẽ khoanh vào đợt cuối nhá. Đấy. Nếu mà các bác, những bác nào mà có lọc thành thuộc rồi mà khoanh vòng đầu thì là bắt đầu khoảng 2 hôm nữa là các bác sẽ khoanh được vải Thanh Hà. Đấy. Là bắt đầu sẽ khoanh được, là em sẽ đẩy tiến độ, là em cố gắng sẽ khoanh vòng cuối của vải Thanh Hà vào, rơi vào khoảng độ từ mùng 10 tháng 10 âm lịch đến khoảng 18 tháng 10 thì em sẽ cố gắng đẩy tiến độ làm để khoanh trong vòng cái vòng cuối của nó. Đấy, bắt buộc nhá cả nhà nhá, bắt buộc. Nếu mà không khoanh được cái vòng cuối ấy cả nhà, nếu mà nó rơi vào khoảng độ tầm nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 20 tháng 10 đổ lên đấy cả nhà, thì là rất nguy hiểm nhá. Đấy, nếu mà mình khoanh muộn như vậy, nếu mà rơi vào 20, gọi là trên 20 đổ lên, trên 20 tháng 10 âm lịch đổ lên, thì là sẽ rất là nguy hiểm cả nhà. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà khoanh muộn như thế thì nó sẽ không có chế độ ngắt nước để ủ hoa cả nhà nhá, không có chế độ ngắt nước để ủ hoa nên là làm nó sẽ khó hơn. Đấy cả nhà, làm nó sẽ khó hơn. Nên là cả nhà phải hiểu là, nên những bác nào mà khoanh được vòng đầu thì là khoanh vòng đầu, mà bác nào khoanh được vòng giữa thì càng tốt. Thì năm nay khả năng là em mà làm ấy thì là em sẽ khoanh vào cái vòng cuối rồi. Đấy, khoanh vòng cuối rồi. Nhưng mà riêng vải Thanh Hà làm thì cả nhà là phải hiểu là cây vải, đặc tính của cây vải Thanh Hà là mình không cần phải sai hết cây cả nhà nhá. Sai hết cây, sai một nửa cây, hơn một nửa nhiều cũng được rồi. Nhưng mà riêng làm vải Thanh Hà ấy, mà làm được cái lớp lộc ba đấy mà nó đã sai, mà nó ra sai cả nhà, sai kinh khủng lắm. Mà mình chăm cái quả ấy thì nó lớn và nó đạt rất là ok. Đấy. Còn nếu mà riêng làm vải Thanh Hà mà làm lộc 2 thì cả nhà nhá, quả của nó sẽ gai rất là nhiều, mà mình chăm sóc ấy để làm cái chế độ mà lì gai đấy cả nhà rất là khó. Đấy. Nên là cái vải Thanh Hà là mình làm ấy thì mình làm nó đơn giản hơn những cây vải khác rất nhiều. Nên là cả nhà đẩy làm sao mà đẩy được, lấy tiến độ, lấy được lộc 3 thì rất là tốt riêng cây vải Thanh Hà. Đấy cả nhà nhá. Đến thời điểm này ấy thì là báo, như thời tiết báo ấy thì là vẫn ok, trong vòng 2 tuần nữa là chưa có rét nhá cả nhà nhá. Chưa có rét. Nếu mà như lộc vải Thanh Hà của em mà đang làm thời điểm này mà nó rét là ban ngày xuống 25 độ mà ban đêm là 18 độ là rất là nguy hiểm đấy cả nhà. Nhưng mà rất chỉ là may, báo trong vòng 2 tuần nữa là thời tiết vẫn rất là thuận lợi đấy cả nhà. Nên là đợt lộc này là em khả năng là em làm được khoanh trong vòng khoảng độ tầm mùng 10 đến 15 tháng 10 âm lịch là em khả năng là em được khoanh. Đấy cả nhà. Nên là bác nào mà có cái lớp như thế này mà đã làm thì các bác làm tưới nước liên tục cho em nhá. Thì cứ 5 ngày tưới một lần cả nhà. 5 ngày tưới một lần là nó sẽ ra nhanh hơn. Đấy. Đợt vừa rồi ấy, thì là em bảo là 5 ngày nhưng mà em đến hôm nay ấy, thì là em cũng tưới được đâu. Lần thứ 3 cũng gọi là 5 ngày rồi, 5, 3, 10 năm, gọi là trong vòng 2 tuần thì quệt này là em tưới cũng là quệt thứ 3 rồi. Đấy. Nếu mà tưới lần này khả năng là 2 lần nữa là ok nhá cả nhà nhá.
thì tận tới đợt lộc này là phải công kích nó bằng được. Đấy, nếu mà bác nào mà làm vải Thanh Hà mà làm được cái lớp lộc cuối lộc 3 này mà làm được quả to quả đẹp đấy, là các bác đã biết rồi. Đấy, quả nó rất to, rất to, rất kinh khủng. Bởi vì cái vải Thanh Hà này ấy, nếu mà mình chăm ấy, mà cái lớp lộc 3 của nó gọi là đẹp đấy cả nhà, chăm quả nó không vỡ không nứt đâu, mà cái nó lại có cái đặc ưu điểm của nó là cái vỏ quả của nó rất dày, các bác chăm ấy thì nó rất là ok nha cả nhà nha, không việc gì đấy, quả nó sẽ rất ok đấy nếu mà các bác làm được lọc vải Thanh Hà. Đấy là vải Thanh Hà, thì em chắc là em cũng xin nói một chút về cây vải u ở khu vực Lục Ngạn, Khoanh và cũng như là khu vực ở ngoài Bắc và khu vực ở trong Tây Nguyên cũng như vậy. Thì hôm nay là 15 tháng 9 âm lịch, thì là trong vòng 5 ngày nữa là ở trong khu vực Tây Nguyên là hết thời điểm khoanh vải, gọi là 5 ngày nữa là ở trong khu vực Tây Nguyên thì là hết thời điểm gọi là không khoanh nữa cả nhà. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì ở trong Tây Nguyên đấy thì là em căn và làm lọc và khoanh cái độ khoanh ấy từ 20 tháng 8 âm lịch, thì nó đến 20 tháng 9 âm lịch là hết đợt khoanh ở trong Tây Nguyên. Đấy, thì ở ngoài Bắc là khoanh vào đầu tháng 9, độ tầm ngoài Bắc thì là khoanh đâu, ở trong Tây Nguyên thì khoanh trước 10 ngày, thì là đầu tháng 9 bắt đầu là khoanh. Thì ở ngoài Bắc thì là khoanh đến gọi là gần hết tháng 9 nha cả nhà, hết tháng 9 gọi là thoải mái cả nhà. Đấy, còn ở khu vực Lục Ngạn ấy, ở khu vực Lục Ngạn thì là khoanh mùng 10. Đấy, mùng 10 thì hôm nay là 5 ngày, hôm nay là vải u hồng là gọi là ở khu vực Lục Ngạn là khoanh đến thời điểm này là được 5 ngày rồi. Riêng ở khu vực Lục Ngạn khoanh từ mùng 10 là cái thời điểm đẹp nha cả nhà nha, khoanh đến khoảng độ tầm hết tháng 9. Ở khu vực Lục Ngạn là hết tháng 9 là thời điểm đẹp. Nếu mà còn khoanh vào khoảng độ tầm mùng 10 tháng 10, kể cả cây vải u hồng khoanh vào mùng 10 tháng 10 âm lịch vẫn khoanh được, nhưng mà thời điểm đấy là không đẹp rồi cả nhà. Đấy, không đẹp rồi. Thời điểm đấy thì là đối với cây vải Thanh Hà và cây vải Thiều Chính Vụ thôi. Còn riêng cây vải u hồng ở khu vực Lục Ngạn là không được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó ra cái lớp đấy sau này các bác làm ấy thì nó vẫn ra hoa, nhưng mà nó sẽ ra đóng cục xong là nó đã lọc đấy, kiểu gì là cũng là lọc muộn rồi, nên là lọc muộn đấy thì nó sau này nó hay bị cái quả nó không được to mà nó sai ấy. Các bác đã khoanh cái lớp đấy, riêng cây vải u hồng ấy, nó đã sai, nó sai từng chùm như chùm nho này cả nhà. Các bác là hiểu, nếu mà khoanh muộn đấy, là năm ngoái em đi quay cái vườn 30 tấn ấy, bác bảo là khoanh cái số hơi muộn ấy, nó ra đóng cục ấy, em đi quay cái vườn, các bác xem lại video mới thấy nó sai chùm cục mà kinh khủng. Cái đấy là không dụng nha cả nhà nha, không dụng đâu, mà sai rất chỉ là kinh khủng. Cái đấy là khoanh muộn đấy. Ví dụ như năm nay mà bác nào mà khoanh cây vải u hồng ở khu vực Lục Ngạn rơi vào khoảng độ tầm mùng 10 tháng 10 âm lịch bắt đầu mới khoanh ấy, thì là sau này nó sẽ ra cái lớp đấy. Đấy, có bác comment thì bảo là biết làm chăm phân phun thuốc là vải hàng rất đẹp rồi, nhưng mà mỗi tội thưa quả, không biết làm thế nào mà để đậu quả cho nó nhiều hơn. Đấy, nếu mà bác muốn đậu quả đấy là các bác xử lý cái vết khoanh cho em đau. Các bác cứ thử khoanh cho em đau một lần đi. Đấy, rồi các bác sẽ thấy hiệu quả là em nói nó như thế nào. Nếu mà các bác khoanh đau ấy thì nó sai kinh khủng lắm, các bác còn phải đi vặt đi cơ, nếu mà các bác dám khoanh đau. Đấy, em chỉ sợ các bác không dám khoanh thôi, mà các bác đã khoanh đau ấy thì là các bác phải để ý nhá. Các bác khoanh đau thì các bác phải để ý cái vải, khi nào mà thấy lá nó chuyển màu ngả vàng cái là các bác phải đi bịt băng dính ngay, không bịt băng dính là nó bị chết đấy. Đấy, nó chết cây đấy. Còn nếu mà các bác không dám khoanh đau ấy thì là nó rụng thừa là nó phải rồi. Nếu mà các bác muốn sai mà nó không rụng ấy, sai díu dít ấy,
là các bác khoanh đau cho em, khoanh đau thật lực riêng cây vải u đấy, kể cả cây vải gì cũng vậy, các bác cứ khoanh càng đau nó sai cục càng ghê gớm. Cây vải thanh hà hay là vải vải thiều cũng vậy, các bác cứ khoanh thật đau là nó sai rất chi là ghê, nó sai nó không dụng luôn đấy. Nên là các bác phải hiểu là cái vết khoanh, xử lý vết khoanh là ở khu vực lục ngạn là nhiều bác làm rất tốt, mà nhiều bác chưa biết làm và cũng bị chết cây là cũng rất là nhiều đấy. Nhiều bác chết cây nhiều đấy, chết cây nhiều thì mới rút ra được kinh nghiệm, còn nếu mà chết cây rồi mà chưa rút ra được kinh nghiệm ấy, thì là cũng là tầm thường đấy, cũng chưa biết làm, nói nôm là gọi là chưa biết làm đấy. Nên là các bác phải hiểu là khi nào mà khoanh chết cây rồi, các bác phải nghĩ ra tại sao mình khoanh lại chết cây đấy. Nên là các bác tự ngẫm thôi, còn em nói đi nói lại thì là nhiều bác lại bảo nói này nói kia, nói đi nói lại nói, nhưng mà chính ra là làm chết cây ấy, là khoanh là các bác là phải để ý cây, khi nào mà chuyển thấy lá chuyển thấy ngả vàng cái là các bác phải bịt băng dính ngay đấy. Nên là bác nào mà khoanh chết rồi thì các bác mới thấy mới biết thôi. Nên là các bác là ví dụ là bịt băng dính chậm lắm mà bị vàng rồi mà khoanh khoanh vàng rồi mà bịt băng dính chậm thì nó bị chết rất chỉ là nhanh nhá. Vào cái thời điểm mà ở khu vực ngoài Bắc này nó lạnh một cái là lúc đấy là nó cây nó không phát triển, không hấp thụ, mình khoanh nặng cái là rất là nguy hiểm. Vào cái mùa đấy là nó chết nhanh lắm, chết cây nhanh lắm, bịt băng dính không kịp đấy. Nên là bác mà muốn sai ấy, thì là bác khoanh nặng cho em đấy. Người ta khoanh nặng ấy là cái vườn 30 tấn đấy là các bác biết rồi, bịt băng dính mà còn lúc đi quay video mà quả chín rồi người ta vẫn còn chưa bỏ băng dính ra nhá cả nhà nhá. Đấy, khoanh rất chi là đau luôn đấy. Nên là các bác em lên những cái video gì mà các bác tìm hiểu thì các bác xem cái video kỹ, là xem em quay như thế nào và em nói như thế nào thì các bác hãy tìm hiểu kỹ nhá cả nhà nhá. Thì hôm nay em lên là em tưới nước công kích vải thanh hà đợt 3, là em lên nói chuyện với cả nhà một chút như vậy. Rồi em xin được chào cả nhà.